Alo, anh Tiến ơi. Anh Tiến, anh tới đâu anh Tiến ơi? Xuống giúp em anh Tiến ơi. Bình tĩnh lại đi, nghe anh nói nè. Anh đã chuẩn bị hết hồ sơ rồi. Bây giờ em đứng ở đó chờ anh. 5 tiếng nữa anh có mặt. Ok em. Hướng về Rạch Giá Đình Đạt, chạy nhanh giùm em nha. Ok em. Hồ sơ hôm qua anh dặn em chuẩn bị, em đã chuẩn bị xong hết chưa thuộc? Hồ sơ em chuẩn bị xong hết anh ơi, tiền khách đã đóng đủ hết rồi, bây giờ anh em còn dặn chứng nữa là xong anh ạ. Hồ sơ thủ tục đã ký xong rồi đó, nhiệm vụ còn lại là dành cho em, nếu em không xong nữa thì đừng có về nghe chưa? Ok anh, nhiệm vụ giao xe còn lại cứ để cho em. Anh tin tưởng em đó. Dạ, ok. Uxi đã qua sử dụng. Bình Thuận Kho hỗ trợ giao xi tận nhà, thủ tục tận nơi. Chỉ khó cứ để Bình Thuận Kho lo cho quý khách hàng. Bình Thuận Kho mãi đỉnh.